Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Và hôm nay thì Sơn muốn tiết lộ cho anh chị một tin rất là vui cho những khách hàng nào đang quan tâm tới dòng Altis này. Hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng đang có vài suất xe Altis đời 2020 mới 100%, nhưng mà nó lại là form cũ với là một cái giá cực kỳ đặc biệt. Anh chị nào mà đang quan tâm tới dòng Altis này thì sẽ có một cái giá cực hời so với những dòng cùng phân khúc. Anh chị sẽ được gì ạ? Chúng ta sẽ được một chiếc xe thương hiệu Toyota với doanh số là 44 triệu xe trên toàn cầu. Và đây là một chiếc xe mà bán chạy nhất thế giới hiện nay. Và anh chị lưu ý giúp em là chiếc xe này bên em chỉ có vài suất bán với cái giá đặc biệt thôi. Nên khi nào bên em nó đủ chương trình thì bên em sẽ tạm dừng chương trình khuyến mãi này. Và anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chúng em qua số hotline ở phía dưới. Chúng ta sẽ làm gì với chiếc xe này ạ? Review đánh giá hay là như thế nào? Thực ra thì đánh giá xe và review thì có khá là nhiều anh em đã đánh giá và review chiếc xe này trên mạng rồi. Thì hôm nay chiếc xe này nó đang được tặng rất là nhiều khuyến mãi, đồ chơi. Và Sơn sẽ tư vấn cho anh chị chiếc xe này nên gắn những đồ chơi gì để cho cái xe nó đẹp hơn, nó thể thao hơn. Về phía đầu xe thì chiếc Corolla Altis này anh chị có thể trang bị thêm một cái ốp cản trước mạ chrome hàng chính hãng. Thì nó sẽ tăng thêm cái sức thể thao mạnh mẽ và phía đầu xe thì nó phần cứng cáp hơn. Về phần phía hông xe thì chúng ta sẽ trang bị thêm những món gì ạ? Đầu tiên đó là về gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì chúng ta sẽ ốp mạ chrome, gắn bộ về che mưa cao cấp, tay nắm cửa mạ chrome để chống trầy khi mà anh chị có cầm tay nắm. Về phía lốp xe thì chúng ta có thể trang bị thêm một cái bơm lốp điện tử để khi chúng ta có sự cố chúng ta có thể là bơm tạm thời. Về phần đuôi xe thì chúng ta được trang bị thêm những món gì ạ? Đầu tiên đó là về ốp cản sau. Ốp cản sau thì cho cái xe nó sáng và nó cứng cáp hơn. Đuôi cá xe, chúng ta có thể trang bị thêm một cái đuôi cá để trong cái xe nó dài hơn, nó thể thao hơn. Anh chị có thể trang bị thêm đó là ốp đèn trước, ốp đèn sau để cho trong cái xe nó sẽ sáng hơn. Về phía bên trong cốp xe thì chúng ta có thể là trang bị thêm một cái khay hành lý. Khay hành lý này để làm gì ạ? Chúng ta chở đồ có bị ướt hay bị nước gì đó nó sẽ ngăn không có ngấm xuống dưới cái sàn xe. Vào trong xe đầu tiên, cái mục đầu tiên chúng ta cần phải trang bị đó là lót lại toàn bộ cái sàn xe. Như anh chị thấy thì cái sàn xe này với thiết kế của Toyota thì nó đang là bằng nỉ. Nỉ này thì nó sẽ thích hợp với bên những môi trường châu Âu hơn. Còn tại môi trường Việt Nam thì nóng ẩm ướt, bụi bặm nữa thì nó không thực sự thích hợp. Sau khi chúng ta lót cái lớp sàn lên thì nó sẽ vệ sinh, nó sẽ tốt hơn, ngăn mùi ẩm mốc cũng như là nước xuống dưới cái sàn xe. Một cái thiết bị rất quan trọng đối với tất cả những dòng xe hơi hiện nay đó là phim chống nóng cách nhiệt, hay là còn gọi là phim cách nhiệt. Thì như anh chị đã biết, tất cả những xe bây giờ đều được trang bị phim cách nhiệt để nó giúp chúng ta chiếc xe nó chống được tia tử ngoại, giảm được cái lượng nhiệt mặt trời, và đặc biệt là nó sẽ giảm được cái tiêu hao nhiên liệu cho một chiếc xe khi mà nó được trang bị phim cách nhiệt. Và hiện nay thì Toyota Hiroshima Tân Cảng đang có 3 dòng phim để trang bị cho xe. Thứ nhất là bên em đang có phim cách nhiệt Bluma của thương hiệu của Mỹ.
S-Film cũng thương hiệu của Mỹ luôn, và một thương hiệu của Nhật, số 1 của Nhật đó là Wincode, với chỉ số chống nóng cực tốt dành cho các dòng xe đang được công ty Toyota Hiroshima cung cấp. Và tất cả những dòng xe này bên em đều có chế độ bảo hành lên tới 10 năm cho tất cả các dòng phim. Về tính năng an toàn của chiếc xe này thì chúng ta có thể trang bị thêm được những phụ kiện nào? Đầu tiên đó là chúng ta sẽ trang bị thêm camera hành trình. Camera hành trình thì nó sẽ giúp ghi lại những hành trình của anh chị, và khi mà trong trường hợp mà có xảy ra sự cố thì chúng ta có cái camera hành trình để xem lại. Một cái tính năng cũng khá là mới và nó thực sự là hữu dụng đối với những dòng xe cao cấp hiện nay, đó là hệ thống cảnh báo va chạm. Cảnh báo va chạm này nó có chức năng, nó khá là nhiều chức năng, nhưng sơ sẽ kể một số những tính năng cơ bản thôi. Đầu tiên đó là cảnh báo mà anh chị sai làn đường, cảnh báo có người đi bộ cắt ngang, hoặc là cảnh báo khoảng cách với phương tiện phía trước. Và đặc biệt nó sẽ cảnh báo các cái biển báo tốc độ khi mà anh chị vượt qua tốc độ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong thử âm thanh của chiếc Corolla tiết nguyên bản này, xem coi anh chị đã thật sự hài lòng chưa. Và nếu như anh chị chưa thật sự hài lòng thì bên em sẽ trang bị thêm cho mình một chiếc loa súp để nghe âm thanh nó sẽ được sống động hơn. Đây là âm thanh nguyên bản của chiếc Altis này nhé. Anh chị thấy nghe thấy được ok chưa? Nếu như anh chị chưa ok thì tụi em sẽ nâng cấp luôn dàn âm thanh. Thêm một cái tính năng an toàn nữa để có thể trang bị cho chiếc xe Corolla Altis này, đó là hệ thống cảnh báo điểm mù. Thực ra một cái xe nào nó cũng có một cái điểm mù, mà xe càng lớn thì cái điểm mù nó càng lớn. Thì sau khi mà gắn cái hệ thống cảnh báo điểm mù này thì tất cả những điểm mù của xe, khi sau khi mà gắn cái điểm mù này thì anh chị sẽ được cảnh báo khi mình chuyển len hay là vào góc khuất, thì nó sẽ cảnh báo những chướng ngại vật để giúp anh chị có thể lái xe được an toàn. Thực tế ra thì chiếc xe này còn khá là nhiều những cái option mà có thể trang bị thêm, kể tới như phủ nano, hay là chúng ta cách âm, hay là phủ gầm. Thì trong tất cả những cái phụ kiện thì có những khách hàng họ thích phụ kiện này, có những người lại không thích những phụ kiện này. Và nếu anh chị khi mà mua xe, anh chị có thể lựa chọn những cái phụ kiện cho mình phù hợp với mình. Còn những cái phụ kiện nào không cần thiết thì tụi em sẽ trừ vào giá xe để nó giảm đi cái chi phí cho anh chị ban đầu khi mua xe. Nãy giờ thì Sơn mới chia sẻ những cái phụ kiện mà bên công ty hiện đang tặng cho khách hàng với chiếc xe Altis này. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe và theo dõi video. Hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.